Ca sĩ Jack đã lên tiếng trên Facebook cá nhân về những thông tin xoay quanh việc anh bỏ chi phí gặp Messi, cũng như được danh thủ này đồng ý cho phép sử dụng hình ảnh. Jack khẳng định bỏ kinh phí rất lớn được Messi đồng ý cho dùng hình ảnh. Trên trang Facebook cá nhân mang tên Phương Tuấn, tên thật của Jack, ca sĩ này đã có những chia sẻ xoay quanh lùm xùm về tin đồn bỏ ra 60 tỷ để gặp Lionel Messi, cũng như động cơ sử dụng hình ảnh danh thủ người Argentina trong MV, video ca nhạc, music video mới nhất của mình. Anh cho biết, thực sự Jack rất buồn vì những mục tiêu tốt đẹp ban đầu của mình đã bị bóp méo sai sự thật một cách nguy hại như vậy. Nhưng đến hôm nay, Jack thật lòng rất vui và cảm giác may mắn vô cùng vì chính vào những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, Jack lại không ngờ được trao cơ hội to lớn và thậm chí chạm gần hơn nữa tới mục tiêu và giấc mơ của mình. Jack tin rằng thời gian và những hoạt động sắp tới sẽ là câu trả lời thỏa đáng và thuyết phục nhất với mục đích mà Jack truyền tải thông điệp và cuộc gặp gỡ với Lionel Messi vừa qua. Nhưng đó là câu chuyện của những ngày sắp tới. Hiện tại, chính vì những thông tin thất thiệt không ngừng lan tỏa, sai sự thật, nên Jack buộc phải chia sẻ thông tin này và khẳng định. Jack xin nhấn mạnh là đến thời điểm này, Jack đã phải bỏ ra một kinh phí rất lớn để theo đuổi và thực hiện công việc và giấc mơ này. Hoàn toàn không có chuyện Jack đi ké như các tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội. Xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người những ngày vừa qua. Mong khán giả, gia đình, người thân, bạn bè, anh em hãy chọn lọc thông tin chính xác để tránh ảnh hưởng tiêu cực sự việc. Mình đang trên đường chinh phục giấc mơ thứ hai ngoài ca hát của mình. Mọi người có thể yêu quý theo dõi hành trình sắp đến thì xin hãy vững tin nhé. Liên quan tới câu chuyện này, phóng viên bóng đá đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Quốc Cường, người hỗ trợ Jack gặp Messi ở Pháp. Ông Quốc Cường chia sẻ, Messi không thể đồng ý để Jack khai thác hình ảnh ngoài phạm vi một video mang tính kỷ niệm về việc fan gặp gỡ cầu thủ mà mình thần tượng. Ông cũng nhấn mạnh, 60 tỷ đồng không phải là số tiền đủ lớn để mời Messi, chứ đừng nói là vài tỷ đồng để thuyết phục Messi xuất hiện trong một video ca nhạc.